Hey, what's up homie? Welcome to Điểm Gamer. Và em là Minzy. Chào mừng anh đã đến với kênh YouTube của em nhé. Và chúng ta cùng PKL server ở chế độ gì nhỉ? Kế thừa. Hôm nay ở server GIV chúng ta vẫn có một cái chế độ khá là bình thường, đó chính là chế độ kế thừa. Cùng với đó là bộ tứ hợp tác đến từ Williger. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến ngay sau đây. Và hy vọng rằng mình sẽ cầm được những con hợp tác nó hấp dẫn hơn. Vienric đối đầu với một thanh niên nào đó đến từ server 63. Iori cùng với đó là Chi, tất nhiên rồi, Iori không thể bỏ qua được một nhân vật hot thủng như thế này. Chúng ta Mayli. Nếu các bạn hôm qua đã có theo dõi cái video clip của mình thì Mayli đã chết cả cụ ở server Nhật luôn. Con này mình sẽ lấy Mayli. Vâng, một niềm tin mù quáng gì đó. Rio và Robert, Kyo và Robert thì kèo này cũng đang phân ngang cứt thôi các bạn ạ. Có lẽ chúng ta lựa chọn ai cũng được, đúng không? Đồng phân đồng cứt đấy. Vừa nói xong, chúng ta sở hữu ngay Biken, một trong những con hàng UR cực kỳ hot ở thời điểm hiện tại này. Và có lẽ là mạnh nhất thời điểm hiện tại này với UR, đó là Biken. Đối thủ có lẽ sẽ quýt thôi. Một mình Biken là quá đủ để có thể làm gỏi tất cả mọi thứ rồi. Và quýt luôn đến từ thanh niên server 63 này. Một tình huống lựa chọn khá đúng đắn khi mà không muốn mất thời gian cho cả đôi bên nữa các bạn. Và mình thì mình cũng quýt tổn chống thế nào được. Lấy cái gì ra mà chống? Ví dụ một con tư chất 15 thì còn chống, chứ còn tầm này mà nguyên tư chất 14 với nhau thì không có cái gì để chống Biken nhé các bạn nhá. Vai và Heaven D. Ok, tư chất SR có lẽ chỉ số nó sẽ nhích hơn một chút. Takuma, mình sẽ lấy Takuma đi, một nguồn tư chất R. Terish, ok. Và Mentakun hay ca phẩy nhỉ? Kèo này ca phẩy ăn được Mentakun không ta? Kèo này ca phẩy ăn được Mentakun đó. Tôi lấy ca phẩy. Thực ra kèo này Mentakun có khi hay hơn nha các bạn đấy. Kèo này chính ra lấy Mentakun nó khi hay hơn đấy. Ủi tay đi cổ à? Ủa thế thì chống hộ. Thế thì cưỡng hộ. Rồi thế thì cưỡng hộ à? Tem bạn có ai nhỉ? Mình cũng nhìn lướt qua. Ai à, hóa ra là vai à? Nhược tay cô cho mình và tay cô lại ăn theo lửa ca phẩy này thì... Rồi lại to hoác tem bạn rồi. Tay cô ăn theo lửa này thì lại to hoác tem bạn rồi. Thôi mình biết ngay mà. À mình quên mất đây là tay cô Nhật nhờ. Tay cô Nhật sẽ phải vào sau chứ em. Lại vào trước này sai lầm rồi. Vào trước đây này nghe có vẻ là sai lầm rồi. Tay cô độc chiêu có giảm nộ. Ok, tận dụng cái lỗi này thì chúng ta sao nó không để sẹt lên trên nhờ. Thằng này bị ngáo à. Ca phẩy làm gì đâm được sẹt đâu các bạn. Hay lắm. Giết đúng người đấy. Đúng người đấy. Người của chúng tôi cần rồi đấy. Đằng sau nên đập vào con nào ấy. Đúng người mà chúng tôi cần rồi đấy. Mình sẽ loại bỏ cái lớp khiên này đi. Nên loại bỏ cái lớp khiên đó. Tay cô kể cả không độc chiêu vẫn đấm giảm nộ ạ. Kèo này mình đúng không nhỉ? Zero phải đỡ đòn ba nhấy cơ. Ok, một nhấy này. Nhấy thứ hai này. Đó, ui, sai mẹ rồi. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi ông giáo ạ. Tôi lại sai rồi. Thằng này còn hồi sinh, thằng này còn nội tại. Đi.
thằng còn nồi sinh, thằng còn nội tại kia thôi, mình thua rồi, đúng không? Tầm này thì mình giải cứu rồi đâu, quýt thôi chứ còn cái gì nữa, đúng không? Quýt, không, game này lỗi ở tôi. Game này lỗi ở tôi nhé các bạn nhé. Ok, game này mình không có cửa ăn nó nữa. Mình quên mẹ mất, đây là con Taiko ở bên server GAV ấy, chứ không phải là con Taiko ở server Taiwan, là mình bị hơi bị nhầm một chút. Ok, và chúng ta sẽ chuộc lỗi bằng game đấu thứ 3 với thanh niên đến từ server 2. Nào, chuộc lỗi, một lần chuộc lỗi cực mạnh. Chúng ta sẽ phong cước đối thủ này trong tích tắc nha anh em nhé. Đây sẽ là lần chuộc lỗi cực mạnh, đứa con ghẻ Google. Đấy, trời ơi, cụ vừa nay mết ạ. Kèo này cũng kiểu đồng phân đồng cứt đây, các cụ với nhau đây các bạn. Ok, có lẽ mình sẽ lựa chọn Nightmare đi. Không biết lựa chọn của mình đúng đắn hay sai nữa. Ủa, Nightmare in tích, bên mình có Mukai à? Nightmare in tích và bên mình lại có Musakai à? Bên mình có Musakai à? Được thôi, yeah. Ô, sao đối thủ lại quýt nhỉ? Đúng là chiến thắng người ta gọi là chóng vánh đến từ VRX. Chiến thắng nó đúng là chóng vánh. Thế không? Các bạn thấy không? Tôi đã bảo rồi. Tôi chuộc lỗi ở lần thứ 3 này. Kinh lắm. Tôi chỉ cần mắc một sai lầm thôi là tôi rút được kinh nghiệm ngay. Đó lý do tại sao tôi nói với các bạn tôi chuộc lỗi cực mạnh. Và thanh niên là Kimuji đến từ server 120 mấy gì đó. Quên mẹ mất rồi không nhìn. Chiru. Ok. Nào, ui, hai anh em cũng đồng phân đồng cứt với nhau ở đây. Hôm nay chúng ta gặp rất nhiều kèo đồng phân đồng lạ. Ok, là siêu thổ đi. Đấy đi. Nào. Ô, mà mình vẫn chưa gặp được cái con gì nhỉ? À, hình như mình gặp hết rồi mà. Ờ, à, có sẹt kìa. À, không phải sẹt. Ừ, đúng rồi. Cái này khỏe mà. Đấy, lại quýt rồi. Kimuzu cũng quýt rồi. Ờ. Đối thủ ngày nay toàn quýt thôi các bạn ạ. Không biết là mấy thanh niên này đang suy nghĩ cái gì. Có định cho tôi chơi không vậy? 7 phút rồi. Không được một trận ván nào đánh tử tế mà. Được một trận đánh tử tế thì thua con mẹ nó mất. Ê bao giờ không. Áp lực ở nhỉ. Lấy ăn đi hai vợ chồng. Cùng phe cùng cánh với nhau mà nào lại. Hai vợ chồng cùng phe cùng cánh với nhau lại mỗi người một nơi. Xem nào. Có An Đéo, có Dốc, có Cờ Lâu Sơn. Ô, lại là cái kèo này. Nghe chừng là khó chịu nha. Thế này thì không để con này vào được. Thế này đi. Ok. Lisa Vây, kinh. Mai cùng với đó là ta đi. Đó là lựa chọn của mình. Không chết luôn. Quả đấy mới lên trí là chết thật sự ấy, đúng không các bạn? Ba học đẩy lên trên, có liệu rằng Ani có sử dụng tuyệt kỹ cho mình hay không? Ôi thằng này nếu mà thế thì nó chết con bao à? Nhờ, tơ sau nó chết mẹ con bao rồi đâu? Ờ, à, đánh thế này thì cũng... Thế này thì cũng nghe chừng về mông lung đấy. Đẩy. Mình cho nó lên nộ chứ. À, nó chết rồi, mình sai rồi. Tôi sai rồi, tôi thua luôn rồi. Quên không nhìn ta đi, có độc chiêu rồi. Chết tôi rồi. Zero à? Khu Nam à? Ơ, thế chả nhẽ đừng nói với tôi là ở đấy. Ở đấy. Thằng này tính toán sai lầm ạ. Nó cứ nghĩ là làm được con kinh cơ các bạn. Thằng này đó. Nó kèo nó hơi sai một tí. Nó cứ nghĩ phát đấy làm được con kinh. Thằng này tính cũng dạng kiểu khó cốt mình một chút đấy. Nhưng mà lệch kèo anh em ạ. Thằng này nó cũng tính kiểu khó cốt mình trong một hit đấy. Nhưng mà lệch hơi lệch kèo một tí. Cái này là được mà, đúng không? Nó chỉ có 2 nộ thôi mà. Đúng không? Nó chỉ có 2 nộ thôi mà. Nó đâu làm gì được mình đâu. Mình còn không có gam để mà dứt điểm nó ấy. Ôi mẹ quả crit kìa. Đáng sợ thật.
Ui ôi, đau luôn nộ mẹ rồi. Chỉ đá nữ thôi à? Chỉ đá nam thôi à? Đã lên clip ghê vậy. Mình lấy đâu đam ra mà giết nó bây giờ. Game lại sai rồi, không biết đủ hay không. Trời ơi, ừ, có mấy cái độc chiêu liền kìa. Ừ, mẹ Terry lại không có độc chiêu nhé. Victor Beat có đam ở đằng sau không ta? Không đủ. Trời ơi. Ôi, không đủ mà tất nhiên là bạn phải trả giá rồi. Đến tầm này thì tất nhiên là các bạn trả giá rồi, đúng không? Chống sao được cặp ba đôi này, phụ ba này nữa. Đa sen. Hay lắm xẹt ơi. Hay lắm xẹt ơi. Trời ơi, niềm tin vào xẹt nghe chừng có vẻ là hơi vô lý, nhưng mà nó chỉ là vẫn chỉ là một cú lừa mà thôi. Tôi đánh thế là cho các ông cảm thấy hấp dẫn hơn mà thôi, đúng không? Mẹ giả vờ đấy, người ta gọi đó là cái gọi là tâm lý. Ui, single và closer. Kèo này lấy closer đi. À chính là lấy kèo lấy single ngon hơn. Vì chúng ta vừa có tanh vừa có giảm nộ và hiệu ứng CC vẫn thế, đúng không? Lòng ngổ luôn cho nó máu này. Trời ơi, IQ và Haki nó phát huy tác dụng đấy anh em ạ. IQ và Haki nó phát huy tác dụng đấy. Lòng ngổ lại kẹp Iori dị nữa thì ai chơi. Ui ôi, không phải kẹp Iori dị đâu, mà nó lại là kẹp mẹ mày Takuma. Kyo, Kyo, Kyo hay sáng thế hổ? Không, có lẽ thằng này sẽ không chơi sáng thế đâu. Mà nó không chơi Kyo đâu, thằng này. À, Long Hổ à. À, Long Hổ gặp Init nghe chừng lại hơi con khoai kìa. Ok ok, Long Hổ gặp Init nghe chừng. À, bạn biết đâu nó cho Kyo vào turn này để lánh ra một tí đây. Cho Robert lên nọ đây. Ok, Robert lên nọ, đó là mục đích chính của mình ở trong cái turn xử lý con tinh vừa rồi. Ờ, ai đây? Lão già. Ờ, mấy lý, đá cờ lau sơ rồi. Ôi thôi thôi, xào 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 xào. Vỡ nợ. Vỡ nợ là có thật rồi. Bạn gì ơi, vỡ nợ là có thật rồi bạn ơi. Vỡ nợ, ui dồi ôi, nó có đỡ đòn kìa. Sao lại thế? Sao lại thế, chi lệ? Đánh con nào hay là nhờ? Đánh con Isanit này đi. Cái con Kula nhỉ? Mình nghĩ con Isanit khó chịu hơn. Mình nghĩ con Init nó sẽ khó chịu hơn so với con Kula trong game đấu này, đúng không? Vì nó có giảm công, giảm thu nhỏ các thứ xuống, nó sẽ khó chịu hơn so với con Kula. Chúng tôi này làm sao tên này sau Robert lại lên nọ rồi, đúng không? Hợp lý quá nhỉ. Hợp lý quá nhỉ. Tên sau nó có Kyo à? Kyo gì tầm này nữa, tôi lại ngán Kyo quá anh em nhỉ. Tôi lại ngán Kyo quá. Tôi cho Kyo luôn cho nó chất lượng này. Ờ, Init nó vẫn chưa được chém à? Băm luôn con Init chứ còn cái gì nữa nhờ. Yeah.
Mẹ, không đủ sát thương nhỉ? Tên này cả Kyo, cả Init à? Ờ, nó hết tướng rồi em ạ. Thằng này hết tướng rồi. Hết vẹo rồi đúng không? Chính thức là hoàng chó rồi đấy. Đúng lắm, chết thằng thổ rồi. Và giết thằng thổ ra chừng còn khó khăn đấy. À không, giết được đúng không? Có chém của Init là giết được. Nhỏ luôn. Tập trung giết Robert. Nó cũng được. Tầm này Robert không quan trọng nữa rồi đúng không? Tầm này thì Robert không quan trọng nữa rồi anh em ạ. Nó gọi là hoàn thành, gọi là xuất với mẹ này sắc nhiệm vụ rồi đúng không? Tầm này là quá xuất sắc rồi, cực kỳ xuất sắc rồi, đến từ vị trí của cặp đôi Long Hổ Robert và Karate rồi đúng không? Quá xuất sắc rồi, không còn gì để níu kéo nữa. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc luôn 6 game đấu của trong cái arc Vienric này một cách khá là nhanh gọn. Hình như là mình chỉ thua có một ván duy nhất đâu mà chúng ta đánh được 2-3 ván thì đó, còn đâu 2-3 ván đối thủ cũng quýt đúng không? Ok, clip này thôi, xin phép tạm dừng lại đây. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như ủng hộ cho kênh YouTube Double Gaming của mình nhé. Bye bye mọi người, bye bye.